Chào các bạn xem kênh Love Nha Trang. Hôm nay tôi cùng các bạn khám phá về trà cam Hóa Châu nhé. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan một chút. Trà cam Hóa Châu xuất xứ từ Hóa Châu, Quảng Đông, là sản phẩm đặc biệt của thành phố Hóa Châu. Bạn có biết Quảng Đông gừng Tam Bảo không? Đó là loại thứ gì vậy? Hãy cùng tôi khám phá xem nhé. Chào các bạn đến với kênh Love Nha Trang. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai loại trà cực kỳ nổi tiếng ở Quảng Châu, Trung Quốc mà chắc chắn bạn sẽ muốn thử ngay. Đầu tiên, đó là trà cam đỏ Hóa Châu. Loại trà này được mệnh danh là nhân sâm phương Nam của Trung Quốc bởi vì không chỉ thơm ngon mà còn có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đây là bí quyết mà người dân Hóa Châu đã tin dùng suốt bao đời nay để duy trì sức khỏe và năng lượng dồi dào. Tiếp theo, trà Tam Bảo Tân Hội Trần Bì. Loại trà này rất đặc biệt, các bạn ạ, vì nó cực kỳ tốt cho phổi và hệ hô hấp. Nếu bạn thường xuyên phải đối mặt với ô nhiễm hay khói bụi, thì đây chính là cứu tinh cho bạn, giúp làm sạch cơ thể và mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Hai loại trà này đã được rất nhiều người yêu trà trên khắp thế giới khen ngợi. Các bạn đã thử chưa? Nếu chưa, hãy cùng mình khám phá sâu hơn về công dụng tuyệt vời của chúng trong video này nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chia sẻ video này với bạn bè nhé. Điều đó sẽ giúp mọi người cùng biết thêm về những loại trà quý giá này và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn. Chào các bạn xem kênh Love Nha Trang. Hôm nay tôi cùng các bạn khám phá về trà cam Hóa Châu nhé. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan một chút. Trà cam Hóa Châu xuất xứ từ Hóa Châu, Quảng Đông, là sản phẩm đặc biệt của thành phố Hóa Châu, Mạo Minh, Quảng Đông. Ông chủ Love Nha Trang nói, từ khi hoa nở đến khi có quả chỉ cần một tháng thời gian thôi. Bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn đi xem, làm thế nào để chế biến trà cam Hóa Châu đó, theo tôi nào. Trà cam Hóa Châu còn được gọi là Hóa Cam Châu, được gọi là nhân sâm phía Nam của Trung Quốc, có hơn 1.000 năm lịch sử. Từ việc thu hoạch đến sản phẩm cuối cùng, mỗi bước đều được sản xuất thủ công theo phương pháp cổ truyền. 86 gram, như vậy, trà Hóa Cam Châu đã được chế biến thành lát. Có câu nói, vạn sự trên đời đều cần 3 chén rượu, sự nghiệp ngàn thu cần một ấm trà, rượu đêm không bằng trà ban ngày, bạn nghĩ sao? Chào bạn, đây màu vàng kim của quả được ép lại rất cứng. Thực ra, đó đặc sản của Hóa Châu, Quảng Đông. Lại gần và quan sát, vỏ ngoài của nó có một lớp lông mịn và mượt. Đây mới là đặc điểm chính hiệu của quả cam Hóa Châu. Mặc dù công cụ sản xuất hiện nay so với trước đây nhanh chóng và tiện lợi hơn, nhưng quy trình sản xuất vẫn khá phức tạp. Sau khi rang bằng lửa củi, thịt cam Hóa Châu khá cứng. Sau khi cắt quả cam Hóa Châu thành từng lát, thuận tiện hơn cho việc bảo quản và pha chế. Sau khi qua nhiều lớp sàng lọc, đặt nó vào lọ thủy tinh để bảo quản. Quả cam Hóa Châu càng được bảo quản lâu càng ngon, hương cam càng ngày càng đậm đà. Người dân miền Nam Trung Quốc thích uống trà, và quả cam Hóa Châu của chúng tôi lại càng phù hợp hơn với bạn bè ở miền Bắc. Nếu đưa sang Việt Nam bạn sẽ nghĩ sao? Bạn đã uống thử lần nào chưa? Nhớ ấn like và đăng ký kênh Love Nha Trang nhé! Bạn có biết Quảng Đông gừng Tam Bảo không? Đó là loại thứ gì vậy? Hãy cùng tôi khám phá xem nhé! Đây chính là gừng Tam Bảo. Bây giờ tôi sẽ mở ra để bạn xem. Ý nghĩa của Tam Bảo là nghĩa là buộc ba loại báu vật của Quảng Đông lại với nhau. Được gọi là Tam Bảo, báu vật thứ nhất, vỏ cam Tân Hội, Quảng Đông. Nó chính là báu vật thứ nhất. Tiếp theo là báu vật thứ hai, củ gừng của Quảng Đông, rồi cho chúng gói lại với nhau. Tiếp tục thêm báu vật thứ ba là cỏ của Quảng Đông, buộc chúng lại với nhau. Sau đó, khi đã gói chúng với nhau xong, cho vào trong lọ rồi ủ một năm. Đây chính là gừng Tam Bảo. Tác dụng của gừng Tam Bảo rất đa dạng. Nó có thể thanh nhiệt, làm sạch phổi, tăng cường sức khỏe dạ dày, hóa đàm và chữa ho, loại bỏ độ ẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy nội dung thú vị và bổ ích, hãy nhấn like và share để lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Đừng quên đăng ký kênh Love Nha Trang để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những điều mới mẻ và hấp dẫn.
Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.